với chương trình thể dục lớp 9 thời Covid. Như chúng ta đã biết, tuần trước thầy hướng dẫn cho mấy đứa học phần bóng chuyền, nó có 3 nội dung. Thứ nhất là điểm bóng, thứ hai là chuyền bóng cao tay, thứ ba là phát bóng. Trong phát bóng nó có phát bóng cao tay đối với nam, phát bóng thấp tay đối với nữ. Trong phát bóng thấp tay thì nó có hai phần, phát bóng thấp tay chính diện và phát bóng thấp tay nghiêng người. Hôm nay thầy hướng dẫn cho mấy đứa học phần bóng rổ. Do điều kiện sân bãi của trường chúng ta không có xây dựng được cái sân bóng rổ, vì thế chúng ta chỉ xây dựng được hai cái rổ. Vì thế thầy sẽ hướng dẫn cho mấy đứa những động tác đơn giản trong bóng rổ là nhồi bóng. Trong nhồi bóng thì nó có hai phần, nhồi bóng một tay và nhồi bóng hai tay. Nhồi bóng một tay vuông góc, nhồi bóng hai tay thì hình chữ V. Nội dung tiếp theo là dẫn bóng. Dẫn bóng trên đường thẳng hoặc là dẫn bóng qua cọc. Nội dung kế tiếp nữa là thực hiện ném rổ. Như các em đã biết, chơi bất kỳ môn thể thao nào thì chúng ta phải biết lực chơi của nó thì chúng ta mới chơi được. Bóng rổ, trước tiên thầy sẽ hướng dẫn thầy giới thiệu về cái sân. Cái sân bóng rổ chiều dài của nó là 28m, chiều rộng của nó là 10-15m. Cái sân tối đa của nó là 28 và rộng là dài là 28, rộng là 10-15, tối thiểu là 26 và 10-14. Vận động viên trong thi đấu bóng rổ cũng giống như vận động viên trong bóng đá mini là 5 người. Chúng ta sẽ tối đa là 10-12 vận động viên. Chiều cao của cái rổ là 3m05. Trong thi đấu thì nó có một điểm. Nếu như chúng ta ném phạt nó sẽ tính là một điểm. Còn ném ở trong cái khung rồi giống như khung thành là 2 điểm, còn ném ngoài khung thành sẽ là 3 điểm. Trong một trận đấu, đội nào ghi được nhiều điểm nhất khi mà hết thời gian thi đấu là đội đó sẽ chiến thắng. Trước khi giờ học một nội dung nào đó thì chúng ta sẽ khởi động. Khởi động thì có hai phần, bất kỳ môn thể thao nào cũng vậy, sẽ có hai phần khởi động, một là khởi động chung và khởi động chuyên môn. Khởi động chung thì nó có xây các khớp và căng các cơ, như xây cổ tay, cái thuộc cổ chân, rồi xây biểu tay, xây vai, xây hông, đập duỗi, ép dọc, ép ngang. Khởi động chuyên môn của trong bóng rổ nó cũng tương tự như bóng chuyền, còn có ép tay, căng cơ. Thì tiết trước thầy đã hướng dẫn rồi, nó cũng đã từng tập khi mà chúng ta học bình thường rồi, nó chúng ta cũng đã biết. Nói học mới nhưng thật ra chỉ ôn lại những nội dung của lớp 6, 7, 8 thôi, không có gì mới cả. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn lại phần khởi động, thầy sẽ không làm lại ha. Rồi tiếp theo thầy sẽ hướng dẫn cho mấy đứa cách nhồi bóng. Nhồi bóng thì nó có hai tư thế nhồi bóng, nhồi bóng một tay và nhồi bóng cũng hai tay. Nhồi bóng thì chúng ta sẽ hạ thấp trọng tâm xuống, nhồi bóng một tay gọi là một tay chính diện ha. Tay chúng ta là cầm bóng, một tay ở bên hông và một tay ở trên đầu. Chúng ta hơi hạ thấp trọng tâm xuống, hiểu chưa? Hai chân rộng bằng vai hoặc là đứng chân trước chân sau. Tư thế chúng ta sẽ nhờ bóng, đây là động tác nhờ bóng, chúng ta sẽ đưa tay ra phía trước để cản đối phương. Đây là nhờ bóng một tay. Làm lại, chúng ta nhờ thuận tay phải thì chúng ta sẽ nhờ bằng tay phải, chúng ta thuận tay trái thì chúng ta sẽ nhờ bằng tay trái. Giờ thầy nhờ tay trái. Khi chúng ta dẫn bóng thì mắt của chúng ta phải quan sát đối phương để chúng ta di chuyển được không va chạm vào đối phương, không mất bóng ha. Thì làm lại nè, nhồi bóng bằng tay phải một tay, chúng ta bước hai chân về phía trước, hơi chết một bên tay cùng với chân chúng ta sẽ đưa về phía trước để cản đối phương. Đây là nhồi bóng một tay ha. Rồi nhồi bóng hai tay thì sẽ nhồi bóng hình chữ V, đứng hai chân rộng bằng vai hoặc hơn vai một tí. Phải trái. Đây là nhờ bóng hai tay hình chữ V. Được chưa? Rồi thầy sẽ làm lại một lần nữa. Nhờ bóng hai tay hình chữ V. Tiếp theo thầy sẽ hướng dẫn cho mấy động tác dẫn bóng. Dẫn bóng này là dẫn bóng trên đường thẳng ha. Dẫn bóng bằng tay hình như chúng ta. Thầy làm lại.
Đây là động tác dẫn bóng. Sau thầy sẽ hướng dẫn cho mấy động tác là ném rổ. Đây là cái rổ trong bóng rổ. Ném rổ, hai tư thế của chúng ta là hai chân rộng bằng vai. Chúng ta không được đứng rộng hơn vai hoặc là nhỏ hơn vai. Thì tư thế như vậy chúng ta sẽ không có đủ lực để chúng ta thực hiện ném rổ. Cái thực hiện ném rổ thì chúng ta kết hợp với đạp chân và vung tay về phía trước. Đây là tư thế cầm bóng, một tay bên hông và một tay trên đầu. Chúng ta nếu thực hiện động tác ném rổ, chúng ta phải ném ít nhất phải được chạm vào cái rổ, cơ hội vào rổ nó mới cao. Còn nếu như chúng ta ném không tới cái rổ là cơ hội vào rổ không có luôn. Giờ thầy sẽ tập thử cho mấy đó xem. Rồi trước khi ném thì để tạo sự tự tin thì chúng ta sẽ nhồi bóng. Chúng ta nhồi bóng cảm thấy mà tự tin thì chúng ta sẽ cầm bóng lại, chúng ta sẽ giữ bóng lại. Một tay bên hông và một tay trên đầu của trái bóng để trên thắt lưng. Chúng ta hai chân của chúng ta đứng rộng bằng vai, hai chân hơi phiểu. Tay của chúng ta thì để sát vào trong để giữ cái bóng cho nó chắc. Khi chúng ta vung tay ra thì chúng ta sẽ miết cái cổ tay chứ không phải chúng ta không ném thẳng về phía trước. Ném thẳng về phía trước nó sẽ dội ra và nó không vào được rổ. Chúng ta nhớ là phải miết cái cổ tay. Hên cho mày lắm. Thầy sẽ làm lại một lần nữa. Nhồi bóng ông thấy tự tin rồi chúng ta mới thực hiện tác ném rổ. Thầy sẽ thực hiện lại một lần nữa. Vừa rồi thầy đã hướng dẫn xong cho các em hai tiết đầu tiên của phần bóng rổ. Hai tiết gồm có nhồi bóng một tay, nhồi bóng hai tay hình chữ V, ném rổ. Mấy em ở nhà thì cố gắng tập luyện. Khi hết dịch vào học thì chúng ta sẽ kiểm tra học phần này. Chúng ta sẽ kiểm tra nội dung là ném rổ. Rồi khi hết dịch thì vào học trở lại thì chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra. Khi kiểm tra thì thầy sẽ kiểm tra nội dung là chúng ta thực hiện động tác ném rổ. Mỗi một bạn sẽ thực hiện 6 quả. Một quả đầu tiên là thử, 5 quả sau là một quả 2 điểm. Ai mà vào rổ dưới 2 quả thì người đó sẽ kiểm tra lại. Ai ném trên 3 quả thì sẽ đạt và không kiểm tra lại. Rồi chúc các em tập luyện tốt.